quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 10, tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn Fujikin Đà Nẵng, thành viên của tập đoàn Fujikin Nhật Bản, đã tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Dự án trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng là dự án thứ 7 đến từ Nhật Bản, đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 35 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, thiết bị năng lượng hydro, thiết bị nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống lọc nước, hệ thống tải điện không dây và phát triển vật liệu mới. Dự án cũng nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị y tế, sản xuất mẫu thử thử nghiệm và sản xuất thiết bị không người lái, robot, thiết bị y tế nhằm mục đích thương mại sản phẩm và công nghệ sau khi nghiên cứu phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao nhà đầu tư đã khẩn trương triển khai đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và tiến độ đề ra, đồng thời yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án để kịp đưa vào khai thác vào giữa năm 2022 đúng theo kế hoạch, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng cũng như với môi trường đầu tư của thành phố nói chung.